Siêu công trình 150 tỷ này của Việt Nam độc đáo đến mức cả thế giới phát cuồng, ùn ùn kéo nhau sang check-in. Xin chào các bạn khán giả yêu quý đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, nhắc đến những công trình độc đáo thì rõ ràng Việt Nam ta không thiếu. Từ Bắc đến Nam có rất nhiều những siêu phẩm làm cho thế giới kiến trúc quốc tế phải si mê. Chẳng hạn như cây cầu vàng với bàn tay Phật nâng đỡ cả cây cầu tại Đà Nẵng, chiếc cầu hôn nơi giao thoa giữa kiến trúc với thiên nhiên ngự tại Phú Quốc, có công trình gây ấn tượng bằng kích thước khủng, có công trình lại gây ấn tượng với số tiền đầu tư khổng lồ. Và mới đây, thêm một công trình khác của Việt Nam lại lọt vào mắt xanh của bạn bè quốc tế vì quá độc lạ, được xem là có 102 trên thế giới. Lần này không phải là Đà Nẵng hay Phú Quốc mà là ngay tại thủ đô Hà Nội. Vậy các bạn có tò mò đây là công trình gì không? Và nơi này có những đặc điểm gì đặc biệt mà có thể làm dậy sóng truyền thông quốc tế? Hãy cùng theo chân Việt Nam Stronger làm một chuyến du lịch online trong video hôm nay nhé! Đây chính là công trình kỳ lạ mà mình vừa nhắc đến ở đầu video. Không giấu gì các bạn, tòa nhà với ngoại hình siêu ấn tượng này chính là Bảo tàng gốm Bát Tràng. Chắc chắn là người Việt Nam thì ai cũng đã từng nghe đến làng gốm Bát Tràng rồi đúng không? Đây là một làng nghề truyền thống nổi tiếng nằm gần Hà Nội với lịch sử hình thành, phát triển hơn 600 năm tuổi. Nơi đây trở thành một nhân chứng lịch sử gắn liền với nhiều câu chuyện từ thời xa xưa. Tất cả tạo nên vẻ đẹp rất riêng cũng như ý nghĩa trong từng sản phẩm được làm bởi các nghệ nhân tại làng. Bát Tràng nổi tiếng với các mặt làng gốm sứ và đất nung. Tuy nhiên, khi xã hội ngày một phát triển, nhiều công việc, ngành nghề hiện đại ra đời đã đe dọa rất nhiều đến sự tồn tại của những nghệ nhân làng gốm Bát Tràng. Với mức thu nhập hạn hẹp, không còn được đón nhận như xưa. Trước tình hình ấy, thì chị Hà Thị Vinh là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn gốm sứ Quang Vinh. Chị là con cháu đời thứ 15 thuộc dòng họ làm nghề gốm lâu nhất ở Bát Tràng, đã quyết định xây dựng một công trình được gọi là Trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt. Để tôn vinh tổ nghiệp quê hương và bảo tồn, giữ gìn những giá trị tinh hoa văn hóa của làng nghề gốm. Công trình được chị và gia đình dồn rất nhiều tâm huyết với tổng vốn đầu tư lên đến 150 tỷ và thời gian xây dựng lên đến gần 3 năm. Và thật không ngờ rằng những ngày gần đây Bảo tàng gốm Bát Tràng đã trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội, xuất hiện nhiều trên các khung hình sống ảo của người dân thủ đô và du khách nước ngoài. Bây giờ chúng ta hãy cùng lượn một vòng công trình này xem có gì hay ho nhé! Bảo tàng gốm Bát Tràng có diện tích khoảng 3.700m2 với tầm nhìn ra dòng kênh Bắc Hưng Hải ở thôn 5, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Nơi này nằm khá gần làng gốm Bát Tràng, cách trung tâm thủ đô khoảng 20km, được thiết kế bởi kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào. Bác là một người luôn rất tâm huyết với các công trình của mình. Bất kỳ công trình nào bác làm đều luôn chứa đựng những ý tưởng sáng tạo độc đáo, và lần này cũng không phải ngoại lệ. Khi bước chân vào, điều ấn tượng nhất mà các bạn chắc chắn sẽ chú ý chính là thiết kế hình xoắn ốc khổng lồ. Thiết kế này được lý giải rằng đây là hình ảnh được lấy cảm hứng từ những chiếc bàn xoay dùng để vuốt tạo hình các sản phẩm gốm. Với những mặt cong đa diện, uốn lượn mềm mại, tự do và cuốn quýt lấy nhau, tạo thành một kiệt tác độc nhất vô nhị, vừa ấn tượng vừa độc đáo và thể hiện hoàn hảo được cái hồn của thiết kế. Về tổng thể, bảo tàng có màu nâu đất nung là tông màu chủ đạo. Đây cũng là màu sắc đặc trưng của những viên gạch nung, mái ngói cổ truyền, mang đến những cảm giác vừa cổ kính lại xen lẫn hiện đại. Với thiết kế độc đáo này, phần khung phải sử dụng bê tông cốt thép sợi tuyến tính mỏng, có tải trọng không lớn nhưng lại có thể chịu được lực một cách rất hiệu quả để tạo độ cong mềm mại trong tổng thể. Bên cạnh đó, những sản phẩm đặc trưng của làng gốm Bát Tràng cũng được tận dụng vô cùng hiệu quả để tạo nên những khung cảnh rất riêng. Đặc biệt, vì lấy nguyên mẫu của gốm nên tòa nhà được thiết kế to dần lên trên, nhưng do được thiết kế hợp lý nên vô cùng chắc chắn và vững chãi. Thậm chí là những làn sóng ấy không chỉ mang ý nghĩa về mặt hình ảnh mà còn có công năng sử dụng rất hữu ích như là làm giá bục, bày gốm và làm cầu thang để đi lên các tầng trên. Có thể thấy tòa nhà Bảo tàng gốm Bát Tràng có tổng cộng 5 tầng, mỗi tầng đều chứa đựng những điều thú vị thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan và khám phá. Không gian tầng 1 là tụ điểm sống ảo thần thánh của các bạn trẻ với những khu chợ phiên, những buổi sự kiện và cũng là nơi trưng bày sản phẩm độc đáo. Tầng 2 là khu giới thiệu các nhóm sản phẩm gốm sứ thủ công mỹ nghệ tới du khách trong và ngoài nước, kết hợp khối văn phòng quản lý của trung tâm. Tầng 3 là khu nghỉ homestay với 9 phòng, trong đó có 2 phòng legacy đều có không gian khách với bàn uống trà và không gian ngủ. 7 phòng story chỉ có không gian ngủ và vệ sinh khép kín. Đặc biệt, tầng 4 là không gian cà phê, điểm check-in ngoài trời và tiếp nối với tầng 5 là nơi tổ chức sự kiện, hoạt động nghệ thuật dân gian, ẩm thực phục vụ khách tham quan và khách lưu trú.
Không chỉ vậy, bảo tàng làng nghề gốm Việt này còn có cả khu vực dành cho các không gian trình diễn văn nghệ, khu thương mại, nhà hàng ẩm thực và các phòng nghỉ của các chuyên gia, nghệ nhân để du khách có thể tận hưởng một chuyến tham quan tuyệt vời và trải nghiệm các hoạt động nghệ thuật dân gian đáng nhớ nhất ở đây. Thế mới thấy mà để xây lên công trình này, những người thợ đã phải tâm huyết và kỳ công đến như thế nào. Và kết quả là tiếng lành đồn xa, bảo tàng gốm Bát Tràng nhanh chóng được nhiều người biết đến và đổ xô đến tham quan. Thậm chí là đã có rất nhiều tờ báo nổi tiếng của Mỹ đăng tải tin tức về công trình này và thu hút được một lượng lớn từ những người quan tâm ở Mỹ và các du khách quốc tế khác. Rất nhiều các blogger nổi tiếng đã từng đến đây và từ đó thu hút thêm lượng khách khủng về thăm công trình đẹp lạ này. Trên mạng xã hội, mình đọc được những bình luận cảm thán của cư dân mạng quốc tế như sau. Chuyến thăm bảo tàng gốm Bát Tràng thực sự tuyệt vời, kiến trúc độc đáo và không gian trưng bày đầy sáng tạo. Tôi đã có cơ hội tự tay nặn gốm, một trải nghiệm không thể quên. Tôi chưa đến Bát Tràng nhưng đã nghe rất nhiều về bảo tàng này, hình ảnh những khối xoáy ốc thật ấn tượng và tôi chắc chắn sẽ đến đó vào lần sau khi ghé thăm Việt Nam. Bảo tàng gốm Bát Tràng thực sự là một kỳ quan, tôi đặc biệt thích màu sắc và hình dáng của các tòa nhà, những chiếc ghế đầu thật dễ thương. Tôi dự định sẽ thăm bảo tàng gốm Bát Tràng vào mùa hè này, mỗi lần xem hình ảnh và video về nơi này, tôi lại càng háo hức hơn, mong rằng trải nghiệm sẽ đúng như mong đợi. Tòa nhà này giống như những tòa nhà cổ xưa đang được bảo tồn trên thế giới, nhưng thì ra nó được xây ở thời hiện tại, rất thú vị. Chưa hết đâu nha, nếu đã đến với làng gốm, du khách còn có dịp ghé qua thêm một vòng chợ gốm Bát Tràng. Khu chợ rộng với diện tích 6.000m2, bày bán rất nhiều các sản phẩm gốm sứ đẹp và đa dạng từ đồ trang trí mỹ nghệ, quà lưu niệm cho đến đồ tiêu dùng, thờ cúng, tiểu cảnh non bộ. Ở khu chợ gốm này, bạn có thể sẽ tìm được một món đồ ưng ý phù hợp với túi tiền của mình để mang về làm kỷ niệm hay cũng có thể mang tặng bạn bè, người thân của mình. Nói thêm một chút về làng nghề Bát Tràng, nhờ sự nhạy bén trong cơ chế thị trường, làng nghề Bát Tràng đã không ngừng đổi mới công nghệ sản xuất, mẫu mã sản phẩm, hướng tới trở thành làng nghề kiểu mẫu của thủ đô. Bát Tràng hiện vinh dự là một trong hai địa điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của huyện Gia Lâm. Hiện nơi này đang đặc biệt chú trọng đến phát triển du lịch thông minh thông qua việc lắp đặt Wi-Fi miễn phí và xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên số, bản đồ số về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, du lịch dịch vụ thương mại Bát Tràng dưới dạng phim 3D. Đầu tư hệ thống thuyết minh tự động tại các điểm tham quan cũng như là hệ thống du lịch thông minh qua ứng dụng điện thoại. Tiến tới sẽ triển khai thêm xe điện thông minh theo hình thức gọi xe theo ứng dụng có giá cụ thể để khách lựa chọn. Bên cạnh đó là dịch vụ xe đạp thông minh gồm các ứng dụng chỉ đường, thuyết minh tự động sẽ triển khai khi kết nối được vùng Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức. Đây là những điểm huyện Gia Lâm đang đầu tư du lịch để du khách tự khám phá các điểm du lịch. Kể từ ngày mở cửa, bảo tàng gốm Bát Tràng đã đón rất nhiều nhóm du khách đến tham quan, trải nghiệm, đặc biệt là các khách du lịch quốc tế, góp phần quảng bá thêm hình ảnh của thủ đô Hà Nội cũng như Việt Nam đến với cộng đồng du lịch quốc tế. Hơn thế, đây cũng là động lực góp phần bảo vệ giá trị làng nghề gốm Bát Tràng, những giá trị văn hóa của đất nước, đưa những điều tuyệt vời nhất của Việt Nam ra thế giới. Đến đây thì video ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Các bạn nghĩ như thế nào về bảo tàng gốm Bát Tràng? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình, cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp nhé. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!